Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và thu giữ hơn 900 kg thịt mèo không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển từ Đồng Nai ra Thái Bình để tiêu thụ. Lái xe không xuất trình được giấy tờ về xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm trên. Các chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cho biết, những người có sở thích ăn tiết canh mèo, thịt mèo được nấu chưa kỹ, thậm chí là gỏi mèo sống rất dễ bị nhiễm virus gây bệnh dại nếu con mèo đó nhiễm bệnh. Ăn thịt mèo hoang thì những nguy cơ bệnh tật truyền nhiễm này còn cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, chính những người thường xuyên mổ thịt mèo cũng có thể bị nhiễm do bị lây truyền qua vết thương hở trên da. Trên thực tế, cả chó và mèo đều là những động vật truyền bệnh dại. Tuy nhiên, riêng đối với mèo thì việc kiểm soát khó khăn hơn rất nhiều. Mèo không bị nhốt như chó và có thói quen đi hoang, khi đến một độ tuổi nhất định, con mèo sẵn sàng bỏ chủ đi bất cứ lúc nào và trở thành mèo hoang. Do vậy không ai có thể biết được vật nuôi có nhiễm virus dại hay không và nhiễm khi nào.